Thời gian gần đây, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể bùng phát, đặc biệt là viêm não. Lo ngại hơn là nhiều cha mẹ chủ quan không cho trẻ tiêm phòng hoặc không tiêm nhắc lại đã khiến nhiều trẻ mắc bệnh và bị di chứng nặng nề. Bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng hôn mê, yếu nửa người bên trái. Trước đó, trẻ đã bị sốt cao 3 ngày, kèm theo đau đầu. Tuy nhiên, gia đình chỉ cho cháu uống giảm sốt. Đến ngày thứ 3, trẻ mới đến khám tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Do tình trạng quá nặng, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 10 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhi đã phục hồi tốt. Tuy nhiên, chân trái và tay trái vẫn còn yếu, phải phục hồi chức năng trong một thời gian dài. Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhi này mắc bệnh là do mẹ quên không tiêm nhắc lại vaccine phòng viêm não Nhật Bản cho con. Vào thì bệnh nhân trong tình trạng phải thở máy và điều trị chống phù não, và chúng tôi phải đo cái máy đo áp lực nội sọ liên tục cho bệnh nhân. Và sau khi mà đặt cái máy đo áp lực sọ 2 ngày và điều trị tích cực cho cháu thì cháu đã thoát máy, và bây giờ hiện tại thì cháu tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn yếu nửa người bên trái là do cái tổn thương não của viêm não Nhật Bản. Thường những trẻ viêm não thì là ở nhà sẽ thường biểu hiện sốt cao liên tục, thậm chí là kèm theo có thể có nôn, đau đầu. Những trẻ lớn thì có thể kêu đau đầu và có co giật, hôn mê. Thường là giảm ý thức, những ý thức nó từ mức độ nơ mơ rồi sau đến nặng nhất là hôn mê. Trong khi đó, những năm gần đây, viêm não Nhật Bản ở nước ta thường hay gặp ở trẻ lớn tuổi và có biến chứng nặng. Lý do là trẻ tiêm phòng vaccine không đầy đủ, không tiêm nhắc lại sau 3 đến 5 năm kể từ mũi tiêm cuối. Viêm não Nhật Bản thì tuy là cái viêm não rất là nặng, nhưng đã có cái vaccine phòng bệnh. Và nếu mình mà tiêm phòng đủ 3 mũi, bắt đầu từ 1 tuổi, và sau đó cứ 3 đến 5 năm mình tiêm nhắc lại cho đến lúc 15 tuổi thì hầu hết là các trẻ sẽ không mắc cái căn bệnh này. Và những cái bệnh nhân mà vào điều trị tại trung tâm thì hầu hết là các bệnh nhân chưa tiêm phòng hoặc là tiêm phòng không đầy đủ. Điển hình là cái bệnh nhân đang nằm đây cũng vậy, là bệnh nhân tuy đã tiêm 3 mũi nhưng mà về thời gian các mũi cũng không đúng, ví dụ như cái mũi 3 cách mũi 2 là 2 năm, kèm theo nữa thì sau đó đến giờ là trẻ không tiêm nhắc lại. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã ghi nhận 99 ca viêm não các loại, trong đó có 2 ca viêm não Nhật Bản. So với cùng thời điểm năm ngoái, số bệnh nhân nhập viện do viêm não không tăng, nguyên nhân có thể do dịch COVID-19 nên trẻ mắc các bệnh điều trị ở các tuyến cơ sở. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây vẫn đang là thời điểm vào mùa của các bệnh viêm não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản, nên các phụ huynh không nên chủ quan.